Con tập viết ngay trên vỉa hè khiến dân mạng cảm động. Theo chia sẻ của anh Bùi Xuân Vũ, người đã chụp được bức ảnh này thì trong lúc anh đi dạo để tìm kiếm chủ đề cho một buổi chụp ảnh đêm vào tối ngày 23 tháng 6 vừa qua thì nhìn thấy một bé trai đang ngồi học bài một mình ở chợ Bến Thành. Một lúc sau mẹ của bé trai đi từ trong chợ ra ngồi cùng với bé trai này và đã cầm tay của em để tập viết cho con, khoảnh khắc hai mẹ con ngồi ngay bên cạnh vỉa hè để cùng nhau tập viết từng nét chữ đã được anh Bùi Xuân Vũ ghi lại được uốn nắn từng nét chữ cho con giữa chợ đời. Mẹ luôn yêu thương, luôn che chở, là một nhà giáo vĩ đại. Anh Bùi Xuân Vũ chia sẻ trên trang cá nhân của mình, kèm theo hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp của hai mẹ con. Bức ảnh đẹp này đã nhanh chóng gây sốt sau khi được chia sẻ lên mạng và được nhiều trang Facebook lớn cũng như được người dùng mạng xã hội chia sẻ lại. Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã thực sự cảm động khi được nhìn thấy một khoảnh khắc đẹp về tình mẫu tử. Có một thiên thần mang tên là mẹ. Cảm ơn mọi người mẹ trên đời này một cư dân mạng bình luận sau khi xem bức ảnh em bé dù sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn toát lên một vẻ hiếu học lạ thường và thật may mắn vì em ấy đã có một người mẹ yêu thương mình rất nhiều một cư dân mạng khác bình luận mong rằng em ấy sẽ học tập thật giỏi để giúp đỡ mẹ không phụ lòng mẹ mình trong tương lai một người dùng facebook khác nhận xét chẳng hiểu sao xem những hình ảnh này lại cảm thấy sống mũi cay cay có thể hai mẹ con họ thiếu thốn về vật chất nhưng chắc chắn sẽ không thiếu tình thương một cư dân mạng khác chia sẻ về cảm xúc của mình. Còn bạn, bạn nghĩ gì về khoảnh khắc đẹp mà tác giả Bùi Xuân Vũ đã ghi lại được? Hãy cùng chia sẻ về cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. T T H U I A N H, Bùi Xuân Vũ